Tuti cũng Greek. Chúng ta đang theo dõi màn hình của Tuti. Tuy nhiên thì ở trận đấu này có em bé một tay che trời trong cánh cầm AC. Vâng, còn Linda thì cầm Egypt ở đầu cánh. Hoàng Mai Nhi, Greek, Tuti, Greek. Vâng, bên phía của Loạn Quân thì ở trận đấu này cũng có hai Greek thì phải. Đàn hiêu đầu của Tuti có 6 con và lúc này thì 5 con đã về nhà chính. Hiêu đã gần về tới nhà chính rồi. Vâng, xa xa còn có thêm một con voi nữa. Ở nhà chính đã có nông dân làm thịt hiêu. Và Tuti đã cắt ngay dân quả của mình đi dò đến hướng trên. Vâng, và Long chắn lời cùng cánh với cả Tuti. Phát hiện ra bãi quả. Ai sẽ có đủ gỗ để ăn bãi quả này trước đây? Khả năng là Long Chắn Đời cũng đã tìm ra được chỗ tài nguyên này rồi. Trận này gỗ của Tuti lại hơi xa, Tuti không thể dồn gỗ nhanh được. Trong khi đó thì bãi quả của đàn hiêu này rất ngọt. Tuti đang đẩy hiêu vào đám quả để quan sát. Nếu như mà dân của Long Keng ra ăn quả ngay lập tức đàn hiêu sẽ bị chạy đi ngay. Tuti đang dồn gỗ, đóng chữ S. Vâng, và S đầu được thiết kế thì Tuti sẽ kéo dân ra đứng chờ mỏ quả ngay thôi. Dân của Long Keng vẫn chưa quay lại mỏ quả, Tuti đang đẩy lên. Cho dân đứng ngay giữa bãi quả, đến đâu thì đến. Vẫn còn một con voi Tuti chưa câu về. Vẫn chưa thấy Long Keng tới. Vâng, Tuti đang dò. Vâng, phải cướp ngay tài nguyên này thôi. Để cho Long Keng mất tài nguyên này thì được Tuti. Vâng, Long Keng đã tới rồi. Thì ra Long Keng mới bắt đầu. Ồ, thì ra là cả G và cả S. Chỉ chớm một trước đó một chút thôi. Chiếc BG được đóng cực đẹp rồi. Trước đó Tuti dò còn chưa thấy đóng một cái gì cả. Nhóm cái lên đã thấy đóng cả S và cả BG rồi. Hai mươi lăm dân và Tuti đã ngừng xin dân và đang chờ thực để kích đời. Tuy nhiên thì bị ăn tranh như này, liệu Tuti có đủ lực để kích hay không? 8:29, Tuti kích đời với 25 dân Greek. Long Keng trận này cầm Hitty. Bên phía của Loạn Quân trận này có hai Greek và một Hitty, một Minoan. Còn bên phía của Hà Nội thì có thêm một AC và một Egypt ngoài hai Greek. Gỗ đang khá nhiều. Chế đầu tiên cực đẹp, Tuti đang có nhiều gỗ. Và đang cố gắng ăn chanh, ăn được bao nhiêu thì ăn. Vâng, như vậy trận này Tuti không đủ đồ để kích đời rồi. Tuti đang dồn dân về để ăn cố con voi. Vâng, vừa lên đời xong, Tuti đóng BM. Vâng, và thêm cả BL.
Tuti bị thiếu 100 thực. Vâng, và 11 phút 21 giây, Tuti đã kích đời thành công với 25 dân. Vâng, và Long Chắn Đời đã ghen ngay một BM và một BE kín luôn đường về của Tuti. Yes. Vâng, như vậy là trận đấu đã được tiếp tục rồi. Pha vừa rồi Long Keng đã chủ động gõ ngay hai cái ruộng và cản ngay đường về một đám dân của Tuti. Cung tê của Long Chắn Đời đã ra. Tuti vừa mới ăn hoang thêm đàn hiêu để có lực đánh ở đời 3. Trận này Long Keng đã chủ động đánh thẳng cung. Cung tê của Long Keng đã gần tới. Lúc này thì con ngựa giò của X-Men đã chủ động tấn công nhà của Tuti trước. Hỗ trợ cho X-Men, xin lỗi bạn, hỗ trợ cho Long Keng lên cung. Long Keng hít ti đầu cánh lên cung. Vâng, một khu nhà cực kín Long Keng đã vẽ. BA phủ bên ngoài và ruộng ở bên trong. Vâng, và X-Men đã chủ động chém sớm vào nhà của Tuti cho Long Keng. Vâng, ngựa giò Tuti không công không giáp, do đó thì giết một dân hơi lâu. 15 phút rồi và lúc này thì Long Keng chắc chắn là đã sắp sửa có bánh xe.
Vâng, trận này thì sẽ vô cùng gay cấn bởi vì chiến sự ngay từ đời 2. Long Kang vẫn còn mỏ quả nữa. Tuy nhiên thì Long Kang đã bo kín lại nhà cửa của mình. Công ty vừa mới phải e rất kịp. Vâng, và một chém cùng với cả một giò của Tuti đã vào được trong nhà của X-Men. Vâng, là X-Men. X-Men cầm Grick trong cánh để chém sớm ra ngoài, chém cho Hitty lên cung. Vâng, Hitty đã có cung rồi. Nông dân của Tuti chủ động én ngay. Bánh xe của Tuti đã nâng cấp xong. Lúc này thì có hai cung của Long Kang đang xuống. Tuti đã bỏ chạy dân từ khá sớm. Cánh bên kia thì Lệ Đêm cùng với cả Linda có vẻ chém cũng khá thành công. Vâng, và trận này Long Chân Đời đã cho dân vào giữa góc 3 giờ để ăn hoang mỏ quả. Chúng ta sẽ đảo một chút qua cánh bên kia. Hoàng Minh Nhi tham chém này đang là 37/56. Chém rất khỏe ở cánh bên kia. Vâng, và trận này 9x cầm Minoan. 9x cầm Minoan có vẻ như cũng lên cung thẳng. Và Hoàng Minh Nhi thì đang quản. Vâng, và cung của Minoan đã có rồi. Hoàng Minh Nhi đang tụ ngựa chém và sẽ cùng với Linda để đẩy. Cung A của 9x đang thủ ở nhà khá nhiều. Thời gian kéo dài thì sẽ vô cùng khó khăn để tấn công vào nhà của 9x. Tham của Hoàng Minh Nhi đang tăng lên rất nhanh, 40/56. Ngựa chém vẫn đang quản ở phía ngoài chờ cung của Linda lên chăng. Tổng tham thì bên phía của Hà Nội đang hơi đẹp một chút. Ngựa chém của Yugi. Yugi cũng cầm Grick. Ngựa chém của Yugi đang đẩy vào nhà của Hoàng Mai Nhi. Phù thủy của Yugi thủ ở trong nhà. Vâng, và lúc này thì nhà của Hoàng Mai Nhi đã ổn lại sau khi phù thủy đẩy ra. Lúc này thì đám chém của Hoàng Minh Nhi đang đẩy sâu vào nhà của Yugi. Còn Linda thì sao? Vâng, tham của Linda này 51/52 và đã công được vào nhà của 9x. Ô không, không phải công được vào mà bắt đầu tấn công vào nhà của 9x. Đám cung của 9x này đang không đông bằng cung AC. Bởi vì trận này thì có một cái dở, đó chính là bãi vàng của 9x bị lồi ra ngoài. Bãi vàng của 9x bị lồi ra ngoài thì sẽ để cho cung của Linda quản rất dễ. Cung của Linda đang đẩy lên liên tục trước cửa nhà của 9x. Đánh thẳng sâu vào bãi vàng. Địa điểm quan trọng nhất của 9x đó chính là bãi vàng. Và lúc này thì đồng đội của Linda là Hoàng Minh Nhi vẫn đang chém rất tốt. Đám cung của 9x đang đẩy khá nhiều. Khả năng lúc này thì cánh bên kia thì Hoàng Minh Nhi đang đẩy vào. Vâng, Hoàng Minh Nhi đâu? Khi mà 9x đang đẩy toàn bộ cung A ra cánh bên kia để quản nhà, xin lỗi bạn, là quản đoàn quân của Linda. 9x này mà chém vào cánh bên kia thì nếu bạn là Hoàng Minh Nhi mà chém vào cánh bên kia thì 9x sẽ không có tay. Tham của Hoàng Minh Nhi tăng lên 55/76. Tham chém cực khỏe. Vâng, và tham của Hoàng Minh Nhi lúc này là 57/76, đang chém cực khỏe. Đám chém của Hoàng Mai Nhi tạt sang cánh của Tuti. Nhà của Long Keng, Long Chắn Đời đã phải bỏ nhà. Vâng, thì ra là y của Tuti đã đẩy. Tuti đã đẩy y sớm và tấn công vào nhà của Grick trong cánh. Vâng, cung hit.
Mũi chém của Hoàng Minh Nhi đang tấn công rất rát vào nhà của cả X-Men. Tuy nhiên đám Cung Huyết đang đứng sâu đằng sau khá nhiều. Trận này Long Keng đã chủ động đứng sâu nhà của X-Men, phát triển ở góc 3 giờ. Vâng, quay trở lại với màn hình của Linda, time này đang là 60/72. Đám cung của Chinix đã đẩy ra ngoài, rất nhiều cung Minoan. Toàn bộ số cung của Chinix đều được đẩy sang hướng nhà của Linda để đẩy lui đám cung này. Do đó thì ở hướng bên kia, nếu như Hoàng Minh Nhi chém vào thì Chinix sẽ không có tay để đỡ. Và lúc này thì có vẻ như đám quân của Hoàng Minh Nhi sẽ hành quân đến hướng đó. Linda vẫn đang quản hướng này. Điểm yếu của cung A là đi cực chậm. Xin lỗi các bạn, là trận này Tứ Bất Tử cầm Egypt. Cung Egypt tăng máu để chuẩn bị tấn công vào nhà của Minoan thêm một lần nữa. Hoàng Mai Nhi cánh kia liệu đã dàn quân chưa? Ồ vâng, Hoàng Mai Nhi đã vào cánh bên kia rồi. Linda vẫn chưa tấn công đến hướng đằng kia. Tham chém của Hoàng Mai Nhi tăng lên 63/84. Vâng, và tham của Hoàng Minh Nhi tăng lên 66/68 và đang chém sâu lên góc 12 giờ. Đang chém của Hoàng Minh Nhi đục sâu ở bên trong nhà của Chinix rồi. Chinix bo hướng phía trên, tuy nhiên thì Hoàng Minh Nhi đã đục được BE để lao vào. Vâng, có vẻ như là Linda đang quấy hướng còn lại, do đó thì... Vâng, thì ra là Linda đang tấn công ở hướng bên kia. Rất nhiều xác cung R của Linda. Vâng, và Hoàng Mai Nhi đã lao vào đúng thời điểm rồi. Một pha vẩy E của Hoàng Mai Nhi, dân đã quay ngược lại ngay. Vâng, liên tục. Vâng, chúng ta có thể thấy rằng là Hoàng Mai Nhi vẩy E rất tinh tế. Vâng, như vậy là X-Men đi sai rồi. Tỷ số là 2-1. Hoàng Mai Nhi vẩy hai quả E tinh tế, đám dân của Chinix đã tụ lại ngay. Chiến thuật thành công và đã có một trận thắng đầu tiên cho team Hà Nội trước loạn quân bên phía của Song Long cùng với cả Yugi thêm cả X-Men. Chúng ta vui lòng chờ ít phút đến với trận đấu thứ tư, xe đấu đầu tiên giữa Hà Nội và loạn quân. Chương trình đang được tường thuật trực tiếp trên kênh Vách 1 của giải trí vn.net.vn.